Xin chào tất cả anh em nha. Nay nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu với mấy anh em mấy cái con xe lưu mới về nè anh em. Mới về bốn con lưu dắt tay và một con lưu mini ngồi lái. Rồi đầu tiên sẽ giới thiệu với anh em con lưu tay Poma. Con này nó xài cái động cơ Kubota. Kubota 60 nha anh em, đầu lớn nè. Con này thì nó có chạy tới chạy lui, đây chạy tới chạy lui. Còn cái này là tắt máy chạy và rung. Nó rung, nó xài nồi nó rung anh em. Rồi kế bên là một con lu ngồi lái. À, cái động cơ Kubota E7. Con này lái thủy lực nha anh em. Thủy lực. Để tới chạy lui. Rồi tiếp đến là một con Kubota lu Kubota BW 60 nha anh em. BW 60 Kubota tất cả đều là 600kg hết nha anh em. Đây, kế bên cũng vậy, con này thì cũng 60, con này cũng 60 rồi. Con này là Kubota 60. Đó, rồi về báo với anh em là về bốn con lưu dắt tay và một con lưu ngồi lái, có thùng phát điện 2kg nữa nè, cách âm. Em quay chi tiết cái con ngồi lái này cho mấy anh em. Đây là cần chạy tới chạy lui nè, rung nè, da nè, thắng tay nè. Con này nó lái thủy lực nha anh em. Này con này xác này nó nặng khoảng 1,5 tấn. À, 1,5 tấn mà nếu mà rung thì nó tầm khoảng 2,5 tấn thôi. Ok. Còn mấy con này thì 600kg hết, bốn con 600kg, còn ngồi lái 1,5 tấn nha anh em. Bốn con đã qua tình trạng là bảo dưỡng hết rồi, về là mấy anh em chỉ đút vô công trình là mấy anh em xài thôi. Rửa xe cách âm, tình trạng là đã làm mới toàn bộ. Bum ma 600kg nè, đó anh em thấy không, 600kg nè. Em chỉ quay sơ lược cho mấy anh em vậy thôi. Rồi mấy anh em muốn quay chi tiết gì thì cứ liên hệ Zalo của em 0972 547272 hoặc 0913 98706. Đó, có hai số Zalo đó, rồi em sẽ quay trực tiếp từng con cho mấy anh em. Đó, mấy anh em ưng con nào thì em sẽ báo giá con đó. Đúng em. Lưu chắc tay. Em cách âm. Rồi xe cách âm mấy cưa mới nè nha. Cơ xe cuốc rồi. Thôi em xin chào tạm biệt tất cả anh em nha, chúc mấy anh em có một buổi tối tốt lành, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha.